các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 10. Khiêm tốn, giản đơn trong ăn uống sẽ quyết định nhân cách của con người. Thức ăn của thầy tu. Giản đơn trong ăn uống sẽ xác định bạn thuộc loại cao quý hay nghèo hèn. Vì sao các nhà sư nổi tiếng và những nhà thông thái lại cao quý và được kính trọng? Bởi vì họ rất khiêm tốn, giảm thiểu vật thực và luôn tránh xa việc ăn uống mất trật tự. Bằng cách như vậy, họ tạo cho mình một nhân cách thanh cao. Người ta sẽ không kính trọng một người mang danh hiểu biết và nhã nhặn với người khác mà lại ăn uống xô bồ. Những kẻ ăn nhiều hơn phần của mình sẽ có vận rủi, gặp nhiều khó khăn của mọi vấn đề và phải chịu nhiều mất mát bất ngờ. Của cải duy nhất mà trời ban cho bạn là một lượng thực phẩm nhất định nào đó. Khi bạn ăn nhiều hơn số đó, bạn sẽ nợ trời. Những thức ăn dư thừa biến thành chất thải không có ích gì cho xã hội. Liệu khi nào bạn có thể trả hết nợ trời? Nếu vay tiền của một ai đó, bạn sẽ phải trả hoặc làm khế ước. Trời không như vậy, trời sẽ thu nợ mà không cần hỏi. Nếu bạn không trả nợ được, thì con cháu của bạn sẽ phải gánh món nợ đó. Nếu không có con cái, ngôi nhà của bạn sẽ bị phá hủy và cây gia tộc phía bạn sẽ chấm dứt. Đó là quy luật của trời đất, lấy lại những gì mà người ta vay mượn. Như vậy, kẻ ăn nhiều hơn lộc trời ban sẽ gặp nhiều rủi ro và đối mặt với nhiều tai nạn mất mát không mong muốn. Đó là kết cục đơn giản mà trời làm đối với kẻ mang nợ thông qua trừng phạt. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说